bí ẩn phía sau lăng cha cả. Trước năm 1975, tại ngã tư Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, có một khu đất rộng 2.000 thước. Ở đó có một phần giám mục người Pháp Bá Đa Lộc, người đã giúp Nguyễn Ánh chống lại quân Tây Sơn. Năm 1782, mẹ con Nguyễn Ánh chạy trốn tới Chân Lạp, Bá Đa Lộc tìm cách che chở. Sau đó, ông sang Xiêm La cầu viện, kết quả toàn quân bị tiêu diệt. Bá Đa Lộc thuyết phục Nguyễn Ánh hy sinh chủ quyền để đổi lấy sự viện trợ của Pháp bằng cách đưa Hoàng Tử Cảnh đi ký hiệp ước, nhưng do nước Pháp bị đảo chính nên không thành. Đành dẫn hoàng tử trở về. Khi về tới thì Nguyễn Ánh đã lấy được thành Sài Gòn, thống trị tỉnh Gia Định. Bá Đa Lộc tuy không đem lại tin lành nhưng vẫn có công nên được trọng vọng. Năm 1799, Bá Đa Lộc qua đời. Mọi người cho rằng lăng cha cả là nơi chôn Bá Đa Lộc từ lúc mất đến nay, nhưng sự thực ông được chôn ở Nha Trang. Đến năm 1925, người Pháp mới cho cải táng Mã Thực về chôn ở lăng cha cả. Năm 1980, vì địa phương cần chỉnh trang đường lộ thành phố nên toàn bộ phần mộ dời đi nơi khác.